Xin chào các em, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học môn logic suy luận toán học. Mỗi một tuần ấy thì chúng ta sẽ học 5 tiết, trong đó có 2 tiết lý thuyết và 3 tiết bài tập. Sao chúng ta biết không? Thì có thể là giáo viên dạy lý thuyết và giáo viên dạy bài tập là hai người khác nhau. Cũng có thể là một người. Thì trước hết xin tự giới thiệu, thầy tên là Nhâm Ngọc Tần, được bộ môn tử để dạy chúng ta giờ lý thuyết. Chúng ta đã nghe các anh chị khóa trước nói gì về môn này? Sao lại không nghe gì? Giống như là đi hỏi người yêu hay lấy chồng về xem nhà người ta như thế nào. Không hỏi gì. À, các khóa trước nói là môn này học rất dễ đúng không? À đúng rồi, họ nói rất khó, và rất khó trượt. Cái môn này thì chúng ta sẽ có ưu điểm và nhược điểm gì? Thì năm lớp 10 chúng ta đã học về bệnh đề, phủ định của bệnh đề, rồi bệnh đề kéo theo và bệnh đề tương đương. Tức là chúng ta đã học 3 trong 6 phép toán mà chúng ta chuẩn bị nói tới đây. Thứ hai là chúng ta đã học về tập hợp và các phép toán trên tổng hợp và hợp, rồi giao, rồi phần bù, hiệu cũng đã học trong chương trình lớp 10. Nhưng mà có điều là chúng ta thi thì chúng ta lại thi trắc nghiệm, cho nên tất cả những khả năng trình bày của chúng ta đã trôi mất theo thời gian. Đấy là cái khó khăn của chúng ta cái chỗ này. Rồi lên lớp 11 thì trong chương trình lớp 11 chúng ta có học về tổ hợp và xác suất. Thì trong chương trình của chúng ta cũng có phần này, rồi khai triển nhị thức Newton cũng có. Cho nên chỉ cần chú ý, cố gắng chú ý nghe giảng một chút thôi thì môn này chúng ta sẽ vượt qua một cách rất là đẹp. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta lơ đễnh một chút thì chỉ khoảng 2 tuần thôi. Cho nên là môn này ấy, người ta gọi là học nhẹ nhàng và ra đi thanh thản. Có nghĩa là nếu như mà bạn nào mà không học được nữa thì chứng tỏ là lực học rất là yếu thì mới không học được. Gọi học nhẹ nhàng, ra đi thanh thản. Chúng ta sẽ xét cái phần đầu tiên là về logic mệnh đề và chuyên đề số 1. À, mệnh đề và phép toán trên mệnh đề. Tài liệu tham khảo tiếng Anh là như trên bảng. Ở đây các bạn tiếng Anh trình độ nó rất là siêu, có thể tham khảo tài liệu tiếng Anh. Nếu mà tiếng Anh không hiểu thì ta có thể tham khảo bằng tiếng Việt. Quyển tạm thời là chúng ta dùng quyển Logic suy luận toán học và kỹ thuật đếm. Chúng ta có thể mua ở dưới hiệu sách ở bên cạnh cái sân bóng chuyền ấy. Chắc là chúng ta cũng đã tham quan trường rồi đúng không? Bên cạnh cái sân bóng chuyền, cái chỗ mà nhà nó thấp thấp tè tè thấp, chưa đi vào đấy. Ô, khi mình đến một nơi ở mới, mình nhìn đến một môi trường mới, mình mới đi tham quan rồi chụp ảnh gửi về điện về nhà, gửi ảnh về nhà cho cả nhà thèm. Không gửi à? Rồi gửi những cái hình đẹp cho người yêu cũ để xem nó thích, biết đâu đó nó lại quay lại với mình. Đấy, quyển sách tài liệu chính của chúng ta là theo quyển này, bài tập cũng là trong quyển này. Đấy. Ngày hôm nay thì có nó hơi muộn rồi, nhưng mà ngày mai ngày kia chúng ta phải mua cái này, sau đó chúng ta làm trong giờ bài tập và tự động, thì thầy giáo không nói là các em phải làm bài nào đâu, các em phải tự tìm hiểu ở trong đấy. Một nhỏ khái niệm mệnh đề. Cô ấy đi học mà viết bằng cửa sổ thì kia, ta sẽ phải viết một nó khá dày ấy. Vì chúng ta ghi chép cẩn thận. Ghi chép cẩn thận để làm gì? Trước hết là phục vụ nhiệm vụ học tập của chúng ta. Sau này mà chẳng may mà thi được 9 được 10 mà có người nào nhờ gia sư thì chúng ta cứ bảo chúng ta là đệ tử chân truyền của thầy Nhâm Ngọc Tần. Vì lúc đấy đôi khi mình đi muộn 5 đến 10 phút mình có thể trả giá hàng triệu bạc. Vì sao vậy? Vì cái lúc mà thầy giáo nói, đến hôm thi đúng vào cái chỗ mà thầy giáo nói, mình không làm được bài, không làm được bài thì buồn chán. Về chán không học nữa, kết quả bài thứ hai điểm cũng thấp. Kết quả là bị cấm thi là học lại. Không như các thầy cô giáo ở dưới phổ thông tuyên truyền là lên trên đại học
tự động qua với lại tự động có người yêu còn lâu. Khái niệm mệnh đề như sau. Ở đây thì chúng ta sẽ làm quen về mệnh đề đơn giản và mệnh đề phức hợp. Mệnh đề tên tiếng Anh như trên bảng. Đó là lý do tại sao mệnh đề thường ký hiệu là bằng chữ P. Là đối tượng nghiên cứu của logic, ta chia mệnh đề thành hai loại, mệnh đề đơn giản và mệnh đề phức hợp. Mệnh đề đơn giản thì là khái niệm cơ bản của logic mệnh đề. Đó là những câu mang một trong hai tính chất đúng hoặc là sai. Nó gần giống như kiểu câu đơn của mình ấy. Giống như kiểu câu đơn. Từ một hay nhiều mệnh đề đã cho bằng phép toán logic ta có thể tạo nên được những mệnh đề mới gọi là mệnh đề phức hợp. Tính đúng sai của các mệnh đề phức hợp phụ thuộc vào tính đúng sai của các mệnh đề thành phần và quy tắc của các phép toán logic tạo ra mệnh đề phức hợp này. Nói chung buổi học hôm nay thì học nó rất là nhẹ nhàng bởi vì ba trong sáu phép toán đã được học từ hồi lớp 10 rồi. 4 tuần đầu học rất nhẹ nhàng, sang tuần thứ năm chúng ta cảm thấy nó hụt hẫng. Tuần thứ 9 chúng ta quen rồi, thích 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 học rồi, lúc đấy là hết giờ họ, lúc đấy là hết. Chúng ta chỉ học có 9 tuần thôi, cho nên là các em lưu ý, học kỳ thời gian trôi rất nhanh. Mỗi hôm nào gặp thầy giáo hẳn còn lạ lạ, hôm sau đã bị cấm thi. Rất nhanh. Ngoài cái việc học này chúng ta còn có thể kết nối với nhau bằng cái nào? Chúng ta có thể kết nối với nhau ở nhóm Facebook hội cựu học sinh, cựu sinh viên thầy Nghiêm Ngọc Tần. Cựu học sinh, sinh viên, cựu sinh viên thầy Nghiêm Ngọc Tần. Cứ tìm trên đấy sẽ thấy, trên nó có rất nhiều tài liệu. Thế nếu chẳng may vì một lý do nào đó mà chúng ta nghỉ học một buổi thì làm thế nào? Chúng ta có thể lên YouTube để xem lại bài. Trong đấy có những bài nó rất là hay, có tới hàng nghìn người xem. Có một cái khó khăn của chúng ta nữa là học ở trên đại học được. Không như là giống là phổ thông nhiều khi dạy lý thuyết thì ít, sau đó chăm chăm làm nhiều dạng bài tập. Nhưng ở đây không, có thể có những dạng bài giáo viên không hề chữa nhưng đi thi vẫn gặp vào. Như vậy là mỗi một mệnh đề phải đúng hoặc là sai, mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai. Ví dụ mặt trời mọc ở phía đông, đây là một mệnh đề đúng. Nước sôi ở 0 độ C, đây là một mệnh đề sai. Số 0 à số 5 là một số lẻ. Đó, câu đúng. Số 8 là số nguyên tố. Câu sai. Vậy thì mình phải biết thế nào là số nguyên tố. Số nào là số nguyên tố? Quái vòng của những cái từ này nó toàn là những cái từ Hán Việt, đâm ra nhiều khi mình không để ý không biết. Số nguyên dương lớn hơn một mà chỉ có hai ước dương thực sự là một và chính nó thì được gọi là số nguyên tố. Ví dụ như số 2, số 3, số 5, số 7, 11, 13, 17, 19, 23, vân vân. Nó chỉ có hai ước dương thực sự là một và chính nó. Còn số 8 này thì nó có các ước dương là 1, 8, 2 và 4. Như vậy nó không là số nguyên tố. Đúng chưa? Cho nên cái câu số 8 là số nguyên tố là câu sai. Không, tưởng ngày học tới lớp 10 rồi. Hãy cho ba ví dụ về mệnh đề và ba ví dụ câu không phải là mệnh đề. Em tên gì?
Cái câu thầy giáo hỏi của em có phải là mảnh đề không? Thế thì công dạy lớp 10 là công cốc. Em tên gì hỏi chấm, không phải là mệnh đề. Không phải thầy muốn hỏi tên em đâu, đấy là một ví dụ đưa ra, đó không phải là mệnh đề. Thế bây giờ em cho ví dụ về mệnh đề nào. Chấm than hay chấm hỏi hay là chấm chấm thì là đúng rồi. Tiếp cánh quạt đang quay chấm cũng là mệnh đề đúng rồi. Em có người yêu chưa? Không. Em có người yêu chưa hỏi chấm có là mệnh đề không? Không, đấy đấy là một ví dụ. Ui ôi, cô kia xinh thế, chấm than một phát. Có phải mệnh đề không? Cũng không. Được rồi, ngồi xuống, cảm ơn. Thế là mình phải phân biệt câu nào là mệnh đề, câu nào không là mệnh đề. Cái này thì mình học rồi lớp 10 rồi. 1.2, giá trị chân lý của mệnh đề. Tuần đầu tiên mình có cảm giác nó trôi rất là chậm. Tuần thứ hai, tuần thứ ba nó nhanh khủng khiếp. Thế là mình phải nhanh chóng kiếm được tài liệu, sau đó đánh dấu những tài liệu về nhà ghi lại. Cô kia, quay lại đây. Em học môn gì? Em đi học môn gì? Toán gì? Toán logic chắc vào nhầm phòng rồi. Đây đang học môn lịch sử Đảng. Biểu này em kiểm kiếm xem lại cái phòng A bao nhiêu, ai là người dạy. Em ngồi đây. Thông thường thầy thường lúc đầu cái buổi học đầu tiên ấy, chúng ta nhìn ra giấy rất ức chế. Khi chúng ta đã quen rồi, chúng ta thích rồi thì đã quá muộn. Buổi học đầu tiên bao giờ rất ức chế. Vì sao lại như vậy? Chuyện rất đơn giản là chúng ta tí lại có người đi học muộn, đó, rất ức chế. Thế mà thầy mới khuyên sinh viên là trọ quanh quanh trường thôi, hiểu nhá, đi cho nó tiện. Nhiều khi tắc đường chết dạ, tập này thì chưa tắc, nhưng mà tầm sáng ra hả? Giá trị chân lý của mệnh đề thì đối với mỗi một mệnh đề thì ta gắn cho nó một giá trị chân lý. Nếu P là một mệnh đề đúng thì ta nói rằng P có giá trị chân lý là true hoặc là ký hiệu là số 1, một số tài liệu khác. Nếu P là một mệnh đề sai thì ta nói là P có giá trị chân lý là phụ hoặc là không. Trong tài liệu này chúng ta sử dụng là true và phụ. Cái giá trị chân lý này chúng ta cũng đã làm quen, à, cái tính đúng sai này là chúng ta đã làm quen trong chương trình lớp 10. Còn giá trị chân lý thì bây giờ chúng ta nghe thấy. Thế thì ở lớp dưới một số thầy cô cũng đã gọi cho chúng ta là lập bảng chân trị. Chân trị tức là bảng giá trị chân lý gọi tắt. Ông cậu Việt Nam lắm trò lắm. Bảng giá trị chân lý thì gọi luôn là bảng giá trị chân lý, để còn gọi bảng chân trị. Giá trị chân lý ấy, gọi tắt là chân trị. Chân trị lại viết nhầm CTR thành CH vô trong. Nếu ngồi đây mà nắng quá thì kéo cái rèm xuống. Người Nga mùa này người ta còn ra tắm nắng chả được. Hôm nay cái phòng này các em có phải tìm nhiều không? Về quy tắc tìm phòng là như này nhé.
sau này đi đâu cũng thế thôi. Chữ số đầu tiên là chỉ số tầng, ví dụ A502, điều đó có nghĩa là nó nằm ở tầng 5, được chưa? Thế ở trường mình thì nó có hai cái dãy giảng đường, một là B và một là A. Mình thì bên này là A này, vuông góc của nó sang bên kia là B này. Sau cứ thế mà tìm, có bạn cứ đi hết từ tầng 1 đến tầng 7 để tìm 702, có chết không, cần phải thông minh một tí. Cái đấy đúng ra người ta không ai người ta nói được, nhưng mình cũng phải biết cái cách mà ký hiệu tầng như nào cho tốt. Có chỗ nó lại đều là tầng 1, nó lại không ghi tầng 1, nó lại ghi số 0. Tầng 1 là toàn cái khu dịch vụ giải trí các thứ đấy, đấy là những cái khu mà nó liên quan đến chung cư. Thầy thì cũng không hiểu chung cư lắm, nhưng mà phòng ở các trường học là cái số đầu tiên là số tầng luôn. Ví dụ mặt trời mọc ở phương đông, mặt trời mọc ở phía đông thì có giá trị chân lý là chu, đúng không? Câu đấy có đúng nhỉ? Đúng rồi, giỏi ơi, nước sôi ở 0 độ C, câu này đúng hay sai nhỉ? Sai, cho nên giá trị chân lý của nó là vuông, đúng không? Rồi, giỏi lắm. Ô, cứ như lớp mình học rồi nhỉ. Anh chị hãy cho biết giá trị chân lý của các mệnh đề sau: tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau, quên mất không giới thiệu chúng ta là cái quyển sách nó như này này, bìa nó xanh nhỉ, logic suy luận toán học và kỹ thuật đếm, sau này sẽ sản xuất riêng, viết riêng một quyển sách dành cho các em, nhưng mà đến bây giờ chưa kịp sưu tập của này mấy chục nghìn mà. Có bạn này dùng cẩn thận lắm, kết quả là sau khi học xong môn này quyển sách vẫn như cũ, vẫn mới nguyên, bán lại cho khóa sau. Ô thì chết. Thế chị lại tiếp tục. Ở đây thì người ta đang hỏi chúng ta, anh chị cho biết giá trị chân lý nào, mình đề sau chúng ta xem đi, xem lấy thế nào, giá trị chân lý của cái đầu tiên là gì. Đầu tiên mình xem đúng hay sai thì mình sẽ biết là nó chui nó phô nó có gì đâu. Hàng buổi học ấy là giáo viên sẽ kiểm tra về tức là điểm danh. Thế có em mới lên trên mạng hỏi đầu tiên, buổi đầu tiên nghỉ có được không? Buổi đầu tiên cũng giống như kiểu ra mắt bố mẹ chồng ấy. Thế mà buổi đầu tiên đã vắng rồi, đã là người đã có ác cảm rồi. Hiểu không? Buổi đầu tiên đáng lẽ thường nó hay đến sớm, tại sao hôm nay thầy lại đến muộn hơn một tí? Anh nhìn cái đồng hồ hẳn còn sớm. Không ngờ là cái đồng hồ nó chạy chậm 5 đến 10 phút gì đấy. Thế có đều không cái gì? Sao không tin đồng hồ được? Cứ ngồi ung dung dưới bộ môn thôi. Bình thường tầng 5 là thầy là thường đi bộ lên, nhưng hôm nay vội quá đành phải đi bằng thang máy. Không kịp. Thầy giáo điểm danh thì thầy giáo sẽ xem kẽ vào trong bài học. Đó, điểm danh thì thầy sẽ gọi mã sinh viên thôi, bạn nào có thì thưa có, sau đó đọc họ tên của mình, không đọc hộ bạn nhé, đọc hộ bạn là bị cấm thi luôn cả hai người đấy. Thầy cười rất là hiền nhưng thầy xuống tay cấm thi rất nhanh đối với sinh viên mà gian trá trong cái này, em đừng học những khóa trước. Tất nhiên là thầy dặn như thế để tránh tình huống đến lúc sau thầy cũng bảo em trước, phải dặn trước, lời nói thật hay mất lòng nói trước trước khi quá muộn. 44486 họ tên là gì? Nguyễn Thị Hải Yến. Hải Yến ơi, cái câu đầu tiên là đúng hay sai? Đâu rồi Hải Yến, rồi nói to lên. Ô ừ được rồi, không thầy đang hỏi em ý thứ hai ở đây là cái mệnh đề tam giác cân có hai góc đáy bằng nhau là đúng hay sai. Hả? Tam giác cân thì theo định nghĩa của nó là tam giác mà có hai cạnh bằng nhau, mà hai cạnh bằng nhau thì nó suy ra hai góc bằng nhau, cho nên đây là mệnh đề đúng. Như vậy giá trị chân lý của nó là đúng rồi. Cảm ơn, tiếp tục.
44491. Tên là gì? Cũng là Yến à? À đâu? Phạm Thùy Linh trả lời con thứ hai. Sao biết? Không sao biết? Đây chính là một dấu hiệu chứng minh một hình bình hành là hình chữ nhật. Hình bình hành chúng ta chỉ cần chứng minh nó có một góc vuông thì nó là hình chữ nhật đúng không? Rồi, cảm ơn. Như vậy giá trị chân lý của nó là true. Tốt. Ui, cái gì này? 44499. Chuyện gì thế? Nguyễn Phương Trang cái thứ ba. Mệnh đề thứ ba là đúng. Bây giờ nhá, nếu mà giống nhau đầu thì thầy giáo sẽ không đọc 44 nữa đâu, mà thầy giáo sẽ đọc đằng sau. Vẫn đầu 44 nha. 500. Tên là gì? Đúng rồi. Nào bây giờ cái thứ tư. Sao biết? Ở đây thì người ta phát biểu nó hơi dài một tí nhưng mà đại ý rằng là đạo hàm tích bằng tích các đạo hàm đấy, là mình theo bản năng là cái hồi lớp 12, 11 ấy là một số bạn sai đạo hàm của tổng bằng tổng các đạo hàm, đạo hàm của hiệu hiệu của đạo hàm, nhưng đạo hàm của tích không bằng tích các đạo hàm, vì cái công thức của chúng ta là u nhân v tất cả phẩy bằng cái gì nữa không? À đúng rồi, u phẩy nhân v cộng u nhân v phẩy, đúng chưa? Làm gì có chuyện đạo hàm của tích bằng tích cái đạo hàm ở đấy. Đấy, cho nên là cái mệnh đề này có giá trị chân lý là của. Rồi, cảm ơn em. Tiếp tục 510. Tức là 44510. Ô, ngồi theo bàn này. Cái cuối cùng. Mời em tên là gì nhỉ? Ừ, thưa lên. Mỹ Hằng cho thầy áo biết là cái mệnh đề cuối cùng đúng hay sai. Các bạn ngồi gần cạnh công tắc thì bật cái điện lên cho nó sáng. Trường này điện không thiếu. Ô không lên. Đấy, cái nhìn nhé, khi mà bật cái công tắc lên nó có theo một cái chiều và nó có cái dấu chấm đỏ, có nghĩa là đang bật. Em chỉ phụ trách ở phía dưới thôi, còn bạn ở trên này đây. Nào, đúng hay sai? Ô giỏi. Cảm ơn. Đúng hay sai? Hả? Đúng, đây chính là giới hạn của một tích giới hạn đây này, lim của tích bằng tích lim. Lớp 11 chúng ta học là lim của tổng bằng tổng lim, lim của hiệu hiệu lim, lim của thương lim, lim của tích lim, lim của căn của lim. À hóa ra như vậy là mệnh đề này là mệnh đề đúng, do đó giá trị chân lý của nó là trục. Rồi, tốt quá. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai là phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó là các phép toán logic trên mệnh đề. Các phép toán logic trên mệnh đề. Đây là tóm tắt những cái gì mà chúng ta sẽ cần trình bày. Chúng ta nhìn này, chúng ta hiểu ta sẽ trình bày cái gì không? Điểm danh tiếp nhá. 44 531. Thưa và họ tên là được rồi. Và cảm ơn. 553. Và cảm ơn. 570. Tên gì?
Lê Danh Cao á? À, Lê Danh Trọng. Ôi nghe như giọng người miền ở phía trong. Em ở quê đâu ấy? Chả nghe gì cả. Đấy, thấy chưa? Bịt khẩu trang không nghe gì cả. Bây giờ thích thầy giáo nói bật khẩu trang không? Chúng ta sẽ không nghe gì đâu. Tiếp này. 583. Lê Thảo Trang á? Tên là gì? Ui giời ơi, chết giờ tài tiếp dạo này. 596. 44596. Vắng cái gì? Vắng cái gì? Đã bảo có là phải có trước, giơ tay lên có em có ạ. À? Có tôi. Xong rồi đọc họ tên thôi. Tiếp. 4 năm nhá, đầu 4 năm. 45300. Đúng rồi, đấy, như thế là chuẩn. 303. Rồi, 313. Chính xác, 314. Rồi, 342. Đó, chưa nhớ sinh viên, mã sinh viên của mình. 45342. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Vắng à? Nguyễn Thị Quỳnh Hoa quá. Đâu chưa thuộc mã sinh viên à? Đâu à? Mã sinh viên là gì? Hả? Ừ. 348. Rồi, cảm ơn. 351. Rồi. 400. Rồi, 403. 45403 Nguyễn Vân Anh. Nguyễn Vân Anh có không? Vắng rồi, ngồi nhầm lớp. Có người ngồi nhầm lớp không biết. 410. Đúng rồi, có ư. 430. 474. 45474 Phan Diệu Linh. Phan Diệu Linh vắng rồi, vắng một buổi có thể mất hàng triệu bạc đấy. 475. 554. 556. 556 Trương Hà My. Ô cái đùa chứ. Mã sinh viên của em là gì? 594. 707. Tên gì? 718. 743. 770. Đâu ạ? À, ta lại tiếp tục nhé. Như vậy trong này chúng ta sẽ xét 6 cái phép toán trên mệnh đề. Thầy chưa gọi tiếp. Còn một trang rưỡi nữa mà. Mới được 30 người thôi. Ở đây thì tiếp nữa là bạn ấy hỏi cũng đúng đấy. Sợ có bạn bảo ui hôm nay tao sướng quá thầy giáo không gọi danh tao. Không gọi là quên, thầy giáo quên gọi là vắng cái gì nữa. Nếu mà thầy giáo đến đầu cuối giờ mà thầy giáo quên không gọi là phải bảo ngay. Không là mình bị vắng đấy. Có thể thầy giáo đọc qua, thầy giáo bỏ qua lượt của em. Đấy, đấy cho chúng ta sẽ trình bày về định nghĩa và ký hiệu, ví dụ, cách nhớ nhanh và bảng giá trị chân lý. Tất cả các cấu trúc của định nghĩa trong bài này đều được phát biểu dưới hình thức như trên bảng. Cho hai hay ba mệnh đề, ba chấm, tên phép toán, ký hiệu là, đọc là mệnh đề đúng khi nào và sai khi nào, hoặc ngược lại là mệnh đề sai khi nào, đúng khi nào.
Có thể sử dụng điện thoại để chụp lại cũng không vấn đề gì, nhưng mà nên chép, không là tôi quên ý. Chụp ảnh người yêu bảo em chụp đây để em nhớ mãi anh, về nhà hôm sau delete luôn. Điểm danh tiếng vẫn đầu 45797 và 823 45823. Giời ơi, xít quên 893 909 916 933. Nhâm Yến Nhi à? Cứ tên nào không đọc họ là ta cho về họ Nhâm. 647. Sáu bốn tám bốn sáu bốn chết rồi quên rồi bốn sáu sáu bốn tám và đầu 46 nhé, 662 667 ấy, phải giọng to rõ ràng này nhờ, thì chắc phải được 8 trở lên. 674 695 701 706 708 710 711 712 717 722 46722 744 à 743 749 749 Trần Thùy Trang bán rồi 761 46761 Dương Nguyễn Phương Thùy vắng. Đâu đấy? Ui rồi ôi, bạn sinh viên về là gì? Ồ, chịu khó mà nhớ thôi nhé. 762 763 766 tí lại điểm danh tiếp. Phép toán đầu tiên 2.1 phép phủ định. Phép phủ định thực ra chúng ta học từ hồi lớp 10 rồi, nhưng lúc đấy nó gọi là mệnh đề phủ định chứ không gọi là phép phủ định. Cái này học từ hồi lớp 10 rồi nhá. Phép phủ định cho mệnh đề P chấm một phát phủ định của P phẩy, ký hiệu là ký hiệu gạch xuống P. Trước kia là trong chương trình phổ thông là ký hiệu như này này, P ngang. Đấy, nhưng mà viết P ngang này thì nó sợ là nó sau nó sẽ nhầm với lại phần bù của tập hợp. Đấy, cho nên là từ sau bài này trở đi là ký hiệu như trên bảng. Gạch ngang này, xong gạch xuống này. Đấy. Nhớ nha. Ký hiệu đọc là không P là mệnh đề đúng khi P sai và sai khi P đúng. Thấy đúng cấu trúc như trên chưa? Đúng cấu trúc. Điểm danh tiếp 771 779 đúng rồi 791 795 795 46795 Bùi Diệu, Bùi Diệu Anh vắng 815 đúng rồi 832 836 và 850 46850 Lê Anh Nguyên vắng
855, 856, 857, 860, 46860, Nguyễn Thị Thùy Em, Nguyễn Thị Thùy Anh. Vắng rồi. Sao lại có thể vắng được nhỉ? Buổi học đầu tiên người ta phải háo hức đi, lại còn đi về quê thăm bố mẹ, chết dở. Có một số bạn nên hỏi em có việc em về quê có được sao không? Thế em về luôn mấy tuần như thế? 864. Tên là gì? Lương Thị Thùy. 867. 872. 46872 Lê Anh Đức. Vắng rồi. Có bạn nào không có tên không? Ô đấy thì chứng tỏ vừa nãy gọi không trả lời. Mã sinh viên là gì? Đọc nhanh đi, đọc phải đọc chậm thôi. Hả? 45474. Đấy vừa nãy đầu gọi xong rồi tính vắng này. 4547 tên là gì? Phan Diệu Linh rồi, cảm ơn. Phan Diệu Linh đọc lại định nghĩa. Gập sách to khoa, gập vở vào. Gập vở vào. Đây theo cấu trúc này nhá. Từ từ từ. Cho mệnh đề P gì? Gì? Phủ định của cái gì? Phủ định của P. Ký hiệu. À. Đúng rồi. Ồ, đúng rồi, rồi giỏi quá, thấy chưa? Tí là cứ học theo phong cách này mà. Quả nhiên là đúng thật. Ví dụ mặt trời mọc ở phương đông có phủ định là mệnh đề mặt trời không mọc ở phương đông. Đôi khi cách nói khi cãi nhau nhanh ấy, thì ta sẽ nói là không phải mặt trời mọc ở phương đông, tức là hai đứa cãi nhau ấy, thì cái đứa kia nó sẽ bụp một phát nó nói luôn câu là không phải mặt trời mọc ở phương đông, đúng không? Ở trên lớp thì nó như thế không được, nhưng mà cãi nhau đúng là như thế thật. Nhưng mà hai thằng cãi nhau thì cái người ta cách thêm nhanh nhất là thêm từ không phải vào đầu câu. Nhưng mà làm bài ta không ghi thế đâu nhé. Làm bài ở đây là lúc đầu rồi, về sau chúng ta phải chuyển sang vào trong. Tiếp tục, phủ định của mệnh đề 3 lớn hơn 1 là mệnh đề 3 nhỏ hơn hoặc bằng 1. Phủ định của mệnh đề 2 bằng 1 là mệnh đề 2 khác 1. Phủ định của mệnh đề... Ô, quên, không có con B ở đây. Nhầm vị trí rồi. Phủ định của mệnh đề 10 năm lớn hơn 30 là không phải 10 năm lớn 30, tức là 10 năm không lớn hơn 30, không lớn hơn tức là nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy, ba cái cách viết. Viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau. Lê Danh Trọng, mệnh đề 1, Paris là thủ đô của Pháp. Ôi xin lỗi, nhập. À đúng rồi, đúng lớp mình mà. Trọng trả lời đi. Mệnh đề ban đầu của chúng ta là Paris là thủ đô của nước Pháp. Nếu cãi nhau thì ta sẽ bảo là không phải. Không phải Paris là thủ đô của nước Pháp. Nhưng mà bây giờ là làm bài thì ta lại trình bày khác. À gì nào? Đúng rồi, cảm ơn. Bạn bên cạnh. Câu thứ hai. Ôi, giỏi quá, đúng rồi. Cảm ơn. Vậy cách tìm phủ định của một mệnh đề là gì? Bạn ấy hết chưa? Còn bạn nữ đúng không? Gọi nốt. Thầy thường có thói quen gọi cả bạn để tránh tình trạng chốc nữa tị nhau. Thầy gọi bạn mà không gọi em. Chia đề. Cách tìm phủ định của một mệnh đề là gì?
Em không nghe rõ. Đây, bây giờ sẽ nghe rõ. Cách tìm phủ định của một mệnh đề là gì? Ủa sao khó vậy? Hỏi câu khó này. À, để viết phủ định của một mệnh đề, ta thêm hoặc bớt từ không hoặc không phải vào trước vị ngữ của mệnh đề đó. Nếu như trong mệnh đề nói rằng là chưa có từ không thì ta thêm vào. Ví dụ như câu vừa nãy đấy, mặt trời mọc ở phương đông, thì chúng ta sẽ thêm từ không vào là mặt trời không mọc ở phương đông. Đấy. Thì nếu như nó đang có rồi thì chúng ta lại bớt nó đi. Có rồi lại bớt đi. 3 không bằng 4 chẳng hạn. Thì mệnh đề phủ định của 3 không bằng 4 là gì ạ? 3 bằng 4. Thế mới dùng từ gọi là thêm hoặc là bớt là như thế. Tức là nó chưa có thì ta thêm vào, mà nó có rồi thì ta bớt nó đi. Hóa ra là như vậy. Cái này thấy lạ, cái này thầy lấy ở sách lớp 10 đấy. Câu này thầy lấy ở sách lớp 10 vào đấy. Học rồi mà quên à? Có những thứ không bao giờ quên được, đừng bảo là em học lâu lắm em quên. 1 cộng 1 bằng 2 học từ bao giờ? Học từ bao giờ? Học từ cái lúc mà coi như là bé tẹo 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 tẹo. Đúng không? Đấy, thế mà bây giờ vẫn dùng. 1 cộng 1 bằng 2 nhưng mà 1 km cộng với 1 kg là không bao giờ cộng được. Tức là phải đơn vị phải giống nhau. Mệt quá. Từ nhận xét trên chúng ta hãy điền giá trị chu hay là phủ tương ứng vào trong bảng sau. Bảng này được gọi là giá trị chân lý của mệnh của phép phủ định. Xin mời. Tại vì cái mệnh đề P nó có thể một trong hai khả năng là nó là chu hoặc là phủ mà. Cho nên là cái bên cạnh chúng ta sẽ viết thế nào? P đây, không P đây. Một mệnh đề thì nó có thể nhận ra chỉ chân lý là chu hoặc là phủ. Chu, phủ. Cái này là thế nào? Không, theo định nghĩa phủ định nó đúng khi P sai và sai khi P đúng mà. Đây là gì ạ? Ồ, đây là chu, đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, tức là cái P nó có xảy ra một trong hai khả năng là chu hoặc là phủ. Rồi, tiếp tục. Tìm mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau. Xin mời Chu Ngọc Ánh. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng sai, tính đúng sai của nó là gì? Cái mệnh đề này là mệnh đề đúng, thì cái mệnh đề em vừa nói xong mệnh đề phủ định của nó là mệnh đề sai đúng không? Hình chữ nhật thì lúc nào đó là hình bình hành đúng không? Đúng rồi. Tiếp tục, bạn bên cạnh. Bạn bên cạnh. Hai tam giác ABC và MNP bằng nhau có các góc tương ứng bằng nhau. Thì cái em vừa nói xong là đúng hay sai? Sai đúng không? Hai tam giác bằng nhau thì là các góc tương ứng đương nhiên phải bằng nhau. Thế bây giờ người ta nói ngược lại là hai tam giác mà có các góc tương ứng bằng nhau thì bằng nhau nó có đúng hay không? Đúng không? Sai à? Chứng minh. Mình chỉ cần lấy hai tam giác đồng dạng mà với tỷ số khác một thì rõ ràng hai tam giác đồng dạng là các góc nó bằng nhau, nhưng mà các cạnh hai tam giác nó có bằng nhau đâu nếu như mình lấy tỷ số đồng dạng khác một, còn lâu lớn bằng nhau được chưa? Thôi thì mình để phủ định thôi. Rồi, cảm ơn. Hết phép toán một. Bây giờ chúng ta sẽ sang 2.2 phép hội.
Phép hội. Nào, bắt đầu định nghĩa nhé. Cho hai mệnh đề P và Q, chấm một phát. Hội của P và Q phải ký hiệu là phải, đọc là P và Q phải là mệnh đề đúng khi cả P và Q cùng đúng và sai trong ba trường hợp còn lại. Cái cách học môn này về mặt lý thuyết mà nói là từ mỗi định nghĩa chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi. Ví dụ cái câu này chẳng hạn, nêu định nghĩa hội của hai mệnh đề thì chúng ta phải trả lời như trên. Tất nhiên trong quá trình thi chúng ta có thể không nhớ PQ là cái gì, thì chúng ta có thể ký A nhỏ B nhỏ được, không có cái gì cả, không nhất thiết phải là P và Q. Thế tại sao ở trong bài này thầy bảo không nhất thiết phải là P là Q nhưng thầy cứ ký hiệu như thế? Bởi vì PQ là bắt đầu từ tiếng Anh là chữ P như nào rồi, mà sau chữ V là chữ Q, cho nên thường ký hiệu là PQ là như thế. Mình có thể ký hiệu là AB cũng chả sao cả. Nhá. Rồi. Bây giờ một bạn không nhìn đây mà đọc lại được, vẫn theo cấu trúc này. Đâu rồi? Đấy. Đọc nha. Đâu rồi, bạn kia vừa kiểm tra mấy người rồi, gọi mấy người rồi? Ai đúng không? Bạn tiếp theo. Đọc cái bàn vừa lấy đấy. Đúng rồi. Thế này hay thế này? Thế này hay thế này? Thế này, đúng rồi. Đọc là gì? Đọc là gì? Đúng rồi. Tiếp. Và sai trong các trường hợp còn lại. Rồi, cảm ơn. Đấy, chúng ta học tốt đấy. Cứ theo phong cách này mà học cả 6 cái luôn. Qua cái này thì chúng ta cũng rút ra nhận xét là thì ra là hội nó chỉ đúng khi cả hai và P Q cùng đúng, cho nên chúng ta có cái cách nhớ nhanh là hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Học cái gì chúng ta cũng phải có mẹo. Ví dụ lớp 8 à lớp 9 chúng ta học các tỉ số lượng giác thì chúng ta có cách nhớ là xin đi học cốt không hư, tang đoàn kết, cô tang kết đoàn. Rồi đến lớp 10 chúng ta có các công thức là cốt đối, xin bù, phụ chéo, khác phi, tang và cô tang. Rồi tiếp đó cốt cộng cốt bằng 2 cốt cốt, cốt trừ cốt bằng trừ 2 sin sin, sin cộng sin bằng 2 sin cốt, sin trừ sin bằng 2 cos sin. Rồi tang mình cộng với tang tang bằng sin hai nước trên cô tang cốt mình. Ui, sao đấy, sao đấy? Thấy chưa? Thấy nhá, cho nên phải điểm danh sớm là như thế nhá. Không, thầy đã điểm danh xong là mất lượt rồi. Tại sao em biết là vào nhiều lớp? À, thì ngồi học môn khác không biết à? Cũng môn giống như là môn này luôn. Ngồi nhầm phòng là bình thường, sau này còn lấy nhầm chồng nữa này. Cái môn này thì còn đỡ, cái môn xác suất thống kê học ngồi nhầm phòng hai môn, hai thầy cô giáo lệch nhau dạy lệch nhau một tí là hôm sau theo là cứ như vịt nghe sấm, rất nguy hiểm. Thôi đấy cũng là bài học để nhớ, lần sau phải để ý xem tên người dạy là gì. Chết rồi. Tiếp tục. Như vậy là mình đã học thuộc cái này và cách nhớ nhanh của nó là hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Bây giờ chúng ta sẽ viết hội. Thì hội ấy, thì nó sinh ra bởi hai mệnh đề là P và Q, cho nên cột thứ nhất là dành cho P và cột thứ hai dành cho Q, cột thứ ba dành cho P hội Q. Như vậy số cột là bằng số các mệnh đề đơn
cộng với số phép toán. Ở đây nó sinh ra P và Q. Và có một phép toán, như vậy sẽ là ba cột. Số dòng sẽ là 2 mũ N, sau đó cộng với 1. Tại sao lại là 2 mũ N? Vì P nó có hai khả năng, Q cũng có hai khả năng, theo quy tắc nhân sẽ là 2 nhân 2 là 4, tức là 2 mũ 2. Nếu như nó có M, có N mệnh đề, sinh ra từ N mệnh đề thì nó phải là 2 nhân 2 nhân 2. Có N số 2 nhân nhau thì nó sẽ là. Thế tại sao lại cộng với 1? Vì nó thêm cái dòng đầu trên, trên cùng đó là dòng tiêu đề. Cột đầu tiên, cột số 1 thì sẽ theo quy tắc 2 mũ N trừ 1 trụ, 2 mũ N trừ 1 mũ. Như vậy, áp dụng vào trong bài này, với N bằng 2, chúng ta sẽ có 2 mũ 2 trừ 1 bằng 2. Như vậy, có hai cái trụ, sau đó sẽ là hai cái phụ, trụ trụ phụ phụ. Nó khô dấu mà, không sao đâu. Rơi xuống biết ngay. Khô dấu ấy, quạt mà lâu, học cả tập thể lâu không tra dấu, kêu. Bây giờ cột thứ hai, cột thứ hai nó sẽ thực quân theo quy tắc N trừ 2 trừ 2 mũ N trừ 2 phổ. Như vậy trong bài này 2 mũ 2 trừ 2 sẽ là bằng 2 mũ 0 bằng 1. Như vậy là trừ phổ. Lấp đầy chưa? Đầy chưa? Cái cột 2 lấp đầy chưa? Chưa thì phải lấp tiếp, lặp lại. Trừ phổ. Mình vừa học cách tiếng Anh của nó là gì nhỉ? Hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng, có nghĩa là chu đi với chu thì nó mới ra gì ạ? Chu. Đồng nghĩa với nó là chu đi với chu thì ra phô, ra chu thì có nghĩa rằng là nếu như trong cái hội đấy chỉ cần có một cái phô thì nó sẽ có giá trị chân lý là phô ngành. Đúng chưa? Như vậy chỗ này sẽ là gì đây ạ? Phô. 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 Đã xong. Hôm nay ấy, một là học thuộc định nghĩa, thứ hai là phải biết được cái bảng giá trị chân lý để ngày hôm sau làm bài tập, là chúng ta phải biết được lập bảng giá trị chân lý, rồi cho một cái mệnh đề cho trước thì biết giá trị chân lý của nó là gì, rồi dịch sang ký hiệu như nào, vân vân. Làm gì mà mặt căng thẳng thế, thoải mái đi. 4 tuần đầu học nhẹ cực kỳ luôn, sang tuần thứ 5 bắt đầu mới khó. Đến tuần thứ 9 lại dễ. Tuần thứ 9 nó lại gần giống như chương trình của lớp 11. Đây đang giống như chương trình lớp 10. Chỉ có mỗi điều là, à quên, lớp 10 nó không có phép toán này. Cái này được chưa? Nhớ nhá, hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Có nghĩa là chu đi với chu thì nó mới ra chu thôi. Còn đâu tất cả khác, chỉ cần có một cái phô nó ra phô ngay. Tiếp tục. Bây giờ mình sẽ phân tích ở cái mệnh đề nước sôi ở 100 độ C và nước đóng băng ở 0 độ C. Thì chúng ta biết là nước sôi ở 100 độ C, đây là một mệnh đề đúng. Nước đóng băng ở 0 độ C cũng là mệnh đề đúng. Chữ ở dưới là chữ và chính là chuyển sang là hội của hai mệnh đề. Như vậy nó là chu hội với chu thì nó sẽ ra là chu, đúng rồi. Mặt trời mọc ở phương đông và nước sôi ở 0 độ C. Mặt trời mọc ở phương đông thì là mệnh đề này là đúng. Nhưng mà nước sôi ở 0 độ C thì là mệnh đề sai. Thì ở giữa là chữ và. Như vậy nó là hội của một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai. Thì nó sẽ ra một mệnh đề sai. Như vậy giá trị chân lý của nó sẽ là phụ. Đúng chưa? Tiếp tục. Số 5 là số chẵn và số 6 là số lẻ. Ui hồi. 5 là số chẵn, mệnh đề sai. 6 là số lẻ, cũng là mệnh đề sai. Phổ, hội với phổ, đương nhiên ra là một mệnh đề sai. Đúng chưa? Đấy, ví dụ đơn giản. Thuộc chưa? Hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng.
đây là hội hai cái, sau này nó có nhiều cái hơn nữa, thì cái câu của nó là hội chỉ đúng khi tất cả đều đúng, không thuộc cái lúc lập bảng giá trị chân lý, không hiểu đâu. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau, mic thì nó bắt hơi kém, nó phải dí sát vào mồm vào đúng không? Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật và hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật, mệnh đề này đúng hay sai? Đó là dấu chấm hết câu nhưng quên nó đánh dấu hỏi. Đâu rồi? Bạn ghi hỏi hết rồi đúng không? Tôi gọi cho bạn. Em, người mở màn. Sao biết sai? Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật là mệnh đề đúng mà. Tại sao nó lại sai? À, nó mới có thể là hình thang vuông thôi. Nếu hình thang có một góc vuông thì nó mới thể là suy là hình thang vuông thôi. Thế mà đây là chữ và ở giữa. Như vậy nó là hội của hai mệnh đề. Có một cái sai là nó sai luôn. Đúng chưa? Rồi, giỏi lắm, cảm ơn. Tiếp tục bạn bên cạnh. Tại sao? Tại sao cái thứ hai lại sai nhỉ? Số 12 chia hết cho 3 có đúng không? Số 12 chia hết cho 2 có đúng không? Chữ ở giữa là chữ gì? Và chính là hội. Và nhớ và phải là hội. Mà hai cái chu hội với chu mà lại ra sai à? Em vừa bảo đúng cái gì? Cô chết, xin lỗi. Tai nghe nghênh ngạng quá. Bạn bên cạnh. Sao biết? Sao em biết? Sao biết nó chết cho ba? Công lấy tổng em chia luôn là được rồi, là 43. À, 129 thì bằng 3 nhân với lại 43. Như vậy là con thứ nhất đúng, con thứ hai đúng, ở đây nó là hội của hai mệnh đề đúng thì nó là mệnh đề đúng. Cái câu cách nhớ nhanh ở trên nói rồi, hội chỉ đúng khi tất cả đều đúng. Dễ thuộc không? Đấy, sau này cái loại toán đơn giản nhất là xác định tính đúng sai của mệnh đề thì phải biết đúng hay sai. Ngày xưa thì chỉ có câu đơn giản thôi, hồi học lớp 10 chỉ có câu đơn giản thôi. Còn bây giờ nó câu phức tạp. Nó là thực ra nó gọi là mệnh đề phức hợp. Còn bình thường chúng ta chỉ học là mệnh đề đơn. Nêu cách tìm giá trị chân lý của hội hai mệnh đề. À, như vậy là từ cái mấy cái ví dụ ở trên mình rút ra rằng là cách tìm giá trị chân lý của hội hai mệnh đề là chúng ta đi tìm giá trị chân lý của từng cái trong cái hội đó. Nếu như chỉ cần có một mệnh đề là có giá trị chân lý là phô thôi thì lập tức hội của chúng sẽ là bao giờ phải tất cả đều thu cơ thì nó mới ra chung. Đã xong. Đúng lại là trong cái hội đấy mà chỉ cần có một cái nhận là chỉ là phô thì hội sẽ phô ngay mà không cần quan tâm cái còn lại. Đấy là hội. Vì thế nó có cái câu là hội chỉ đúng khi cả hai tất cả đều đúng. Bây giờ chúng ta sang phép toán thứ ba, phép tuyển của hai mệnh đề. Nghe tuyển bao giờ chưa? Toàn lên trên confession tuyển người yêu giờ kêu tuyển chưa nghe bao giờ. Tuyển có nghĩa là thế nào? Tuyển là phải chọn, lấy cái này thôi cái kia đó đó. Phép tuyển định nghĩa như thế nào, ký hiệu ra sao, xin mời. Ngày học đầu tiên ấy, thì bố mẹ hay nhắn tin con học thế nào, có dễ hiểu không, thầy giáo có đẹp trai không. Bảo bố mẹ nhắn cho thời khóa biểu cấm tuyệt đối khi đang học nhắn tin.
cho hai mệnh đề P và Q chấm một phát, tuyển của P và Q phẩy ký hiệu như trên bảng, phẩy đọc là P hoặc Q, phẩy là mệnh đề sai khi cả P và Q cùng sai và đúng trong ba trường hợp còn lại. Đây là cái mà nó ngược lại, tức là nói sai trước đúng sau. Lầm nhầm học thuộc luôn nhé. Nhiệm vụ ngày hôm nay là phải học thuộc 6 cái định nghĩa, biết lập bảng giá trị chân lý, biết phân biệt được tính đúng sai. Là hôm sau giờ bài tập làm ngon lành. Bài tập của chúng ta ở trong cái quyển này là nó tự tìm, nhưng nó ở trang nó hơi lệch, mỗi một quyển nó lệch. Đây là cái quyển này là đời cũ. Từ bài 1.1. Ui, 1.1 đến bài 1.14, nhưng mà tạm thời để lại bài 1.11. Có nghĩa là từ bài 1 đến bài 14 để lại bài 11. Bài 11 chưa học lý thuyết, chưa giải được. Đấy là bài tập về nhà đấy. Thầy nói trước một tí thầy quên, lần sau thầy sẽ không đọc về nhà đâu. Em tự xem vào trong quyển sách. Từ bài 1 đến bài 14 bỏ lại bài 11. Hoặc chưa? Bạn nữ cuối cùng của cái bàn đầu tiên, xin mời đọc định nghĩa. Gặp tài liệu vào. Đúng rồi. Bỏ chữ phép đi, tuyển của P và Q. Ký hiệu là gì? Thế này hay thế này? Thế này hay thế này? Hay thế này? Đọc là gì? Ừ, được rồi. P hoặc Q. Tiếp. Bối rối, quên. Cái này là sai đọc trước. Là mệnh đề sai khi cả P và Q cùng sai và đúng trong các trường hợp còn lại. Thực ra là trong 3 trường hợp còn lại. Chính vì câu đấy cho nên chúng ta mới có cách nhớ nhanh là gì? Tuyển chỉ sai khi tất cả cùng sai. Câu 1 vừa nãy là hội chỉ đúng khi tất cả cùng đúng. Câu thứ hai là tuyển chỉ sai khi tất cả cùng sai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lập giá trị chân lý nhá. Bình tĩnh này. Tất nhiên quy tắc nó vẫn giống như vừa nãy. Vẫn là 2 x 2 bằng 4. P, Q. P tuyển với Q. Rồi, cố lên, học hành vất vả, kết quả ngọt ngào. Bây giờ tuyển với Quy. Chu, ô. Đề bài vừa bảo cái gì nhỉ? À, vừa thầy bảo cách nhớ nhanh là gì? Tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai. Điều đó có nghĩa rằng nếu như ở trong tuyển mà chỉ cần có một cái chu thôi là chu ngay, không cần quan tâm thằng còn lại. Tuyển chỉ sai khi tất cả đều sai, cho nên là trong cái đấy nó chỉ cần có một cái chu là nó chu luôn. Hóa ra là dễ. Nào, đầu tiên chu nữa. Đúng rồi, giỏi lắm. Được chưa? Dễ thuộc không? Thầy dạy mà dễ thuộc cực, mỗi tội tính hơi khó tính thì thôi chứ dạy dễ hiểu cực. Thế được chưa? Rồi, đấy. Thì bây giờ mình lại tương tự như ở trên, mình sẽ xét tính đúng sai là của cái mệnh đề nó sẽ là như thế nào. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam hoặc Huế là thủ đô của nước Việt Nam. Thì chúng ta biết là Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam là mệnh đề đúng, Huế là thủ đô của nước Việt Nam là mệnh đề sai. Đây là thời quá khứ thôi. Nhưng mà ở đây chữ ở giữa là chữ hoặc, cho nên là cái mệnh đề này là mệnh đề đúng. Một cái đúng một cái sai mà, tuyển mà. Đúng chưa nào? Thay cái chữ hoặc bằng chữ và là thành sai đấy nhá.
cho làm bài tập cẩn thận, giáo viên trên cho chữ và dưới cho chữ hoặc, không để ý sai chơi. Tiếp, Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam hoặc Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc? Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam là mình đề đúng, cho nên hội à quên tuyển của chúng ta đúng luôn, không cần quan tâm thằng còn lại. Tiếp tục, mệnh đề thứ ba, Nam Kinh là thủ đô của Trung Quốc hoặc Paris là thủ đô của Trung Quốc? Ủa rồi, cái gì này? Nam Kinh là thủ đô của Trung Quốc. Đây là mệnh đề sai. Paris là thủ đô của Trung Quốc. Cũng sai nốt. Tuyển chỉ sai khi tất cả đều sai. Trời ơi, đây là tất cả đều sai hết rồi. Như vậy nó sẽ sai. Như vậy giá trị chân lý của nó là phù. Đúng chưa? Nói về tính đúng sai thì là đây là mệnh đề sai, còn giá trị chân lý thì nó là phù. Được chưa nào? Rồi. Từ đấy chúng ta rút ra cái cách tìm giá trị chân lý của tuyển hai mệnh đề là chúng ta đi xét tính đúng sai của từng mệnh đề thành phần trong tuyển đó. Nếu như có một mệnh đề nhận giá trị chung thì lập tức nó đúng luôn, không cần quan tâm đến thằng còn lại. Còn nếu như nó sai thì phải cả hai cái cùng sai thì nó mới ra mệnh đề sai. Đúng chưa? Rồi, như vậy là không chung được ghi thành câu nó hơi lủng củng, nhưng mà nó chỉ có thế. Sao thế, học một lúc đã chán học, không muốn học nữa, vứt hết đồ đi à? Bây giờ phép toán thứ tư. Phép toán thứ tư là phép tuyển có loại. Như này là chúng ta học một mạch lúc hết giờ thôi. Cố gắng lên. Những cái nguyên tắc đi học như này là khi chúng ta bắt đầu vào đầu giờ là chúng ta bắt đầu đi vệ sinh. Không buồn cũng đi. Để chúng ta có thể ngồi được thời gian nó khoảng 2 tiếng. Không sao cả. Đấy. Trong giờ bài tập còn học 3 tiết cơ. 3 tiết liền cơ. Vì mệt lông. Phép toán thứ tư là phép toán tuyển có loại. Tuyển có loại tức là tuyển có loại. Định nghĩa như sau. Cho hai mệnh đề P và Q. Tất nhiên mình có thể nói là cho P và Q là hai mệnh đề. Thậm chí lúc đi thi không nhớ P, Q gì gọi AB cũng được, không biết là gì cả. Cho hai mệnh đề P và Q chấm tuyển có loại của P và Q phẩy, ký hiệu là như nó là cái dấu cộng, sau đó ở bên ngoài nó bao hàm dưới tròn. Ký hiệu là P dấu cộng hoặc tròn ở ngoài, Q đọc là hoặc P hoặc Q. À, như vậy là trong trường hợp này thì tuyển có loại nó đúng khi là một trong hai mệnh đề đúng, mệnh đề còn lại là sai. Có nghĩa là hai thằng nó trái ngược nhau thì nó ra đúng, còn hai thằng nó giống nhau thì nó sẽ ra sai. Bây giờ chúng ta bắt đầu lập bảng giá trị chân lý.
Em cứ bình tĩnh nhé, dần dần chúng ta sẽ thuộc. Phải thuộc. Nó hơi nhiều ký hiệu đúng không? Chốc mình phải viết bản tóm tắt. Ký hiệu thế này là ký hiệu gì? Của phủ định. Ký hiệu thế này là của gì? Hội tuyển. Ký hiệu này là của hội tuyển. Ký hiệu thế này là của cái gì? Chốc nữa là ký hiệu này, chốc nữa là hai ký hiệu này nữa là hết. Chứ không phải là thế này đâu nhá, thế này không có. P đây, quy đây. P tuyển loại tức là viết dấu cộng này, sau đó viết cái dấu tròn bên ngoài này. Cái này vẫn theo quy tắc trên thôi, chu chu vô. Chu vô. Chu vô. Được chưa? Cố gắng lên, học hành vất vả kết quả nó sẽ ngọt ngào. Ui, cái gì nhỉ? Đề bài bảo là cái tuyển có loại ấy, nó đúng trong trường hợp một cái đúng một cái sai. Trong trường hợp hai thằng giống nhau thì nó sẽ là sai. Nào, dòng đầu tiên. Chui vô. Giỏi lắm. Tiếp theo. Đúng rồi, tiếp. Tiếp. Đúng rồi, giỏi lắm. Khi thầy giáo hỏi như này là tất cả chúng ta đều trả lời luôn, vượt là để giúp mình học thuộc, nếu mình nói nhầm mình điều chỉnh ngay. Đừng có tiết kiệm một tí lời nói mà đến lúc học vất vả. Nhé, đừng tiết kiệm một tí. Chúng ta sẽ cùng nhau học hay xem cái phương pháp thế nào để chúng ta tập trung tốt nhất. Có một số bạn nhân như là lớp mới vào thì chúng ta nói chung là rất là ngoan, tại vì một phần chúng ta cũng chưa có người yêu cho nên là không có tin nhắn. Anh chị lên lớp năm thứ hai, năm thứ ba nó bắt đầu người yêu ở Mỹ và lên chat chít ở Mỹ, không tập trung cho nên rất dễ bị trượt. Cái gì thế, nó tập trung một cái thì nó qua dứt điểm ngay, điểm rất là cao. Em thường là qua đẹp môn này thôi, không vấn đề gì, khóa trước nó dọa kệ người ta nhé. Đến đây được chưa nào, dễ nhớ đúng không? Ừ, dễ mà. Tiếp tục. Hoặc số 5 là số chẵn hoặc số 5 là số lẻ. Bây giờ mình phân tích từng cái một. Số 5 là số chẵn đúng hay sai? Sai. Số 5 là số lẻ đúng hay sai? Đúng. Một cái đúng. Tuyển có loại với một cái sai. Như vậy nó là mệnh đề đúng. Đúng chưa nào? Rồi, tức là giá trị chân lý của nó là trụ. Tiếp tục. Hoặc mặt trời mọc ở phương đông hoặc mặt trời mọc ở phương tây. Mặt trời mọc ở phương đông ấy là mệnh đề đúng, còn mặt trời mọc ở phương tây là mệnh đề sai. Như vậy đây cũng là tuyển loại có hai chữ hoặc em nhé, hai chữ hoặc không phải một chữ hoặc đâu. Nếu mà vẫn một chữ hoặc đi thì nó chỉ là tuyển bình thường thôi, hai chữ hoặc cũng là tuyển loại. Ui cái gì nhỉ, như vậy đây là tuyển loại mà một cái đúng một cái sai đúng không nhỉ, như vậy đó là mệnh đề đúng. Sau này về áp dụng hoặc anh hoặc tôi phải ra đi chết giờ. Như vậy cách tìm giá trị chân lý của tuyển loại hai mệnh đề thì nó cũng tương tự như ở trên, là chúng ta đi tìm giá trị chân lý của từng mệnh đề thành phần. Nếu như cả hai có cùng giá trị chân lý tức là cùng chu hoặc là phu thì nó sẽ ra là sai, tức là nhận giá trị là phu. Còn nếu như một cái chu một cái phu thì sẽ ra là chu. Được chưa? Học toán nhưng mà cứ như học văn. Không. Tiếp tục, phép toán thứ năm. Cố lên, còn hai phép toán nữa thôi là xong. Buổi đầu tiên học nó chậm đấy, là một phần là các em chưa có sách giáo khoa. Buổi thứ hai ta hứa ta sẽ tăng tốc. Phép toán kéo theo. Vì một lý do nào đấy mà hôm nay các em có vẻ như là không tiếp thu được tốt lắm thì chúng ta có thể lên YouTube xem lại bài học ngày hôm nay. Tất nhiên là không nhìn được mặt thầy, thầy ẩn ra sau hội trường. Nếu không thấy bài của lớp mình thì thấy bài của lớp hàng xóm. Lớp mình là lớp nào? Lớp 7 chấm mấy? Lớp mình là lớp 8 nhé. Logic suy luận 8.8. Tối nay lên YouTube mà xem lại. Ví dụ mình là cắm cơm, mình có thậm chí có thể mở TV ra tìm xem trên TV Hà Nội. Rất là tiện lợi. Hoặc đi ngồi trên xe buýt mở ra xem. Nhưng mà sẽ không nhìn thấy mặt thầy. Chỉ nhìn đi bài giảng thôi. Bây giờ là phép toán kéo theo, định nghĩa như sau.
cho hai mệnh đề P và Q chấm đúng cái phong cách mà thầy giáo vừa nói đầu giờ. P kéo theo Q phẩy ký hiệu. Ở hồi lớp 10 ấy, thì mình là mũi tên có hai cái gạch ở giữa. Nhưng bây giờ nó chỉ một gạch thôi. Cái này mình phải thay đổi nhé. Hồi lớp 10 có đúng là có hai mũi tên hai gạch ở giữa không? Kéo theo ấy, kéo theo ấy. P kéo theo Q ấy. Lớp 10 là hai gạch, bây giờ nó chỉ có một gạch ở giữa thôi. Cái này cần phải sửa nhé. Bạn nào có thói quen lớp 10 sửa đi. Bây giờ bảo là em quên hết rồi, quên hết thì tốt quá, coi như là trang giấy trắng viết lại từ đầu. Ký hiệu là P mũi tên Q, đọc là nếu P thì Q. Nếu P thì Q. Là mệnh đề sai khi P đúng, Q sai. Đấy, cái bài này nó cũng đổ đảo ngược lại này. Và đúng trong các trường hợp còn lại. Cái này nó rất khó nhớ, nó không vần vần. Lớp 10 mình có nhiều công thức dễ nhớ thật. Nhưng mà ví dụ như công thức nhân nhân đôi là không nhớ được, nó không có cách nhớ nhanh. Công thức hạ bậc cũng không có, chỉ nhớ là sin trừ cos cộng. Thì sin 3 4 cos 4 3 là công thức nhân 3. Bây giờ các cách diễn đạt của P kéo theo Q. Của nếu P thì Q là P kéo theo Q, Q khi P. P là điều kiện đủ của Q. Q là điều kiện cần của P. Đấy, hồi lớp 10 mình sợ nhất là cái câu về nói về điều kiện cần và đủ. Đúng không? Chỉ có sợ nhầm cái thằng đứng trước mũi tên ấy là điều kiện đủ của cái thằng đứng sau mũi tên. Thằng đầu mũi sau mũi tên là cái điều kiện cần của cái thằng đứng trước mũi tên. Không bao giờ nó nhầm được. Nào, áp dụng vào câu này nhá. P là mệnh đề trời mưa. Q là mệnh đề mặt đất ẩm ướt. Hãy diễn đạt các cách khác nhau mệnh đề P kéo theo Q. Xin thưa là mấy cách ở đây? Sẽ là 5 cách. Một là theo định nghĩa. Hai là theo bốn cái ở dưới. Cố lên. Buổi đầu tiên là học toán này thấy hơi mệt đúng không? Chả có gì không mệt cả. Ở nhà nằm ngủ mệt. Đang nằm ngủ ấy có tinh tinh. Con ơi, sao hôm nay không đi học? Đường thị Mỹ Hạnh. Hạnh ơi. À đấy à. Ôi em bị gọi rồi. Bạn khác. Lê Thị Nhật Minh. Vũ Ngọc Duy. Gọi rồi à? Rồi thì thôi. Lê Thị Giang. Đây rồi. Ngẩng mặt lên cười tươi tí nào. Làm gì mặt buồn đấy. Cách đầu tiên, nếu trời mưa thì mặt đất ẩm ướt, đây là cách đọc dễ nhất đúng không? Đứng trước mũi tên là sau chữ nếu, đứng sau mũi tên là sau chữ thì. Nếu trời mưa thì mặt đất ẩm ướt. Tiếp tục cách thứ hai, trời mưa kéo theo mặt đất ẩm ướt, đúng rồi. Cách thứ ba, ông thầy muốn em đọc theo thứ tự. Cách thứ ba không, ở trên nó cơ. Mặt đất ẩm ướt khi trời mưa. Cái chữ khi này thay chữ nếu đấy nhá. Tiếp, chữ khi này thay chữ nếu đấy. Thứ tư, cái gì? Đầu cuống rồi, thầy sẽ phải nói lại cho các em một điều. Có thể em đang nói đúng, thầy lên giọng em điều chỉnh lại là em trúng bẫy nam nhân đó, cho nó quen dần nhé. Thầy nói trước có thể em đang nói đúng, bây giờ nói lại cách thứ tư này. Mặt đất ẩm ướt là điều cần còn cần của trời mưa, đúng rồi. Đấy là cái thứ năm. Cái thứ tư là gì? Đúng rồi. Cảm ơn em. Ô, chắc lớp 10 được 10 phẩy đúng không? Lớp 10 em được mấy phẩy? Toán. 7 phẩy đấy. Giáo viên em chấm chặt quá. Em có đi học thêm không? Không đi chấm chặt là đúng rồi. Tiếp tục.
Nhớ nhá, một cái cách đọc dễ nhất là nếu thì. Nhưng mà trong sau này làm bài, đặc biệt là cái câu số 11 sắp tới, à, câu 10 nhỉ, mình vừa bảo câu ấy nhỉ. 11 hay là câu 9 ấy. Và này tí để xem lại là câu 11 hay câu 9 trong vài bài tập. Là bắt buộc anh phải biết được cái cách diễn đạt sang 11. 9 và 11. Phải biết diễn đạt thì nếu thì, tức là cái gì là giả thiết, cái gì là kết luận, thì mình tìm các mệnh đề liên hợp của nó ở bài sau sẽ học nó mới chuẩn được. Em nói đúng đấy, tốt. Cái bài này mình viết chưa nhỉ? Chưa, chết sao lại quên nhỉ? Trời ơi, quên à? Quên thì đây, cứ bình tĩnh. Cái cột thứ nhất dành cho P, cột thứ hai dành cho Q, cột thứ ba dành cho P kéo theo Q. Đấy, hai cột là dành cho các mệnh đề đơn này. Cái tiếp theo là dành cho phép toán này. Rồi. Sinh ra bởi hai mệnh đề P và Q cho nên là vẫn là bốn dòng cộng với một dòng tiêu đề. Như vậy là chu chu phô phô tiếp là chu phô. Nói chung là trên vở của các em là viết mỗi một dòng kẻ là một thì nó không bị lệch. Được chưa? Thầy đây thì nó không có dòng kẻ cho nên viết có cảm giác như là bị lệch. Mà đúng là lệch thật. Lệch thật. Đối với phép toán kéo theo thì chúng ta phải nhớ được là nó chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo phô. Hãy thuộc câu thầy vừa nói. Thuộc chưa? Thuộc chưa? Ô cái bàn vừa nãy tiếp tục. Bạn ngồi ngoài đây. Đọc từ trên xuống dưới. Tất nhiên là em rồi. Thầy có thói quen thầy gọi cả bàn mà. Để tránh tình trạng sau này thầy nhá, thầy cứ gọi bạn không gọi em nhé, thế là thiên vị không được. Nào đầu tiên là gì? Sai rồi. À, đầu tiên em bảo là gì nhỉ? Quả khẩu trang nói nghe không rõ. Phố gì? Đầu tiên là phố là sai. Chu tiếp. Em kéo theo rồi thầy cứ ghi theo em đã, quên đáng lẽ cứ để ghi theo em trước sau đó uốn sau. Thứ ba là gì? Phép kéo theo chỉ sai khi chu kéo theo phụ. Câu này thì không đùa đâu, câu này là câu sở trường của thầy thì phải. Bài này là bài thầy dạy hay nhất, sau càng ngày dạy càng giỏi. Nào đúng rồi, giỏi quá. Chu tiếp. Chu đúng rồi, giỏi quá. Sao biết? Đấy, nó chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo phô thôi. Tức là mỗi cái trường hợp này này. Đấy. Nó chỉ sai trong trường hợp chu kéo theo phô. Thuộc chưa? Tốt rồi, cảm ơn em. Phải nhớ cái cách nhớ thầy giáo dạy thì nó làm bài sau này làm bài nó tiếp này. Trong mệnh đề P kéo theo Q thì P được gọi là giả thiết và Q được gọi là kết luận. Theo định nghĩa, nếu giả thiết sai thì cho dù kết luận Q có đúng hay sai thì P kéo theo luôn là P theo các Q luôn là mệnh đề đúng. Đấy là chúng ta nhìn hai dòng dưới cùng đấy. À, hai dòng dưới cùng ấy, phô kéo theo chu cũng đúng và phô kéo theo phô cũng đúng. Thì nó mới mệt. Trong chương trình phổ thông chúng ta rất là học rất nhiều định lý, là nó phát biểu dưới dạng nếu P thì Q. Cố gắng đấy nhé, mình ngồi học ở cấp 3 mỗi một lớp chỉ có khoảng 40 đến 45 học sinh thôi. Nhưng bây giờ học đến 8 90 em thì những cái em nào ngồi phía dưới phải cố gắng. Biết làm nào được. Phải chấp nhận cho điều kiện như vậy. Hôm nào đi học những môn như có khi hàng trăm người ngồi trong một hội quảng trường, một hội trường khủng khiếp. Cái này đã ăn thua gì? Lớp mình là sĩ số 71. Hôm nọ là 80, sao về sau là bớt đi nhiều thế nhỉ? 77. Rồi, không sao. Đấy là lý do tại sao mà một số bạn lại bởi điều chỉnh theo có biểu ấy. Là phải xếp.
nhất là còn một số bạn thi gọi là cái gì vượt cấp, tiếng Anh vượt cấp ấy. Sau khi mà không vượt cấp thì nhóm là như này, mà vượt cấp lên và điều chỉnh lớp khác, tức là có thể các em phải để ý sau này, tuần này tuần sau phải để ý, có thể có một số em sẽ bị điều chỉnh lớp. Đây là thầy giáo nói là có thể, chúng ta phải để ý. Ví dụ em vượt được 3-4 cấp thì em sẽ phải chuyển sang học lớp khác. Đấy. Đương nhiên để cho nó phù hợp với lời thầy có biểu của em thôi, không có gì cả. Chứ không phải là em bảo là sao lúc đầu lại xếp em đây, sau em lại đổi em đi. Đấy, trên diễn đàn hay có một số bạn thắc mắc như thế. Em vượt cấp thì em không học cùng với bạn được, em phải học theo thầy có biểu khác. Ví dụ em vượt được sơ cấp 1, sơ cấp 2, vì đấy nhảy có nhiều bạn nó giỏi, nó nhảy hẳn lên trung cấp, có nghĩa là mấy cái này nó không phải học nữa, không học nữa thì những cái người không phải học nữa thì nó tập học thành một lớp, đúng chưa, nó phải riêng rồi. Như vậy là tiếp tục này, bây giờ chúng ta sẽ xét ví dụ. Nếu số 5 là số chẵn thì số 5 bình là số chẵn. Ui sao lại là mình đây đúng nhỉ, tại sao cái này là đúng nhỉ? Đố biết vì cái câu sau chữ nếu nhé, số 5 là số chẵn là mệnh đề sai. Thì cái mệnh đề mà nó có dạng là phô kéo theo cái gì đằng sau nó cũng đúng hết, bởi vì nó chỉ sai trong trường hợp là chui cái ra phô mà, vậy mệnh đề là đúng. Tiếp tục, nếu Bắc Kinh là thủ đô của Việt Nam thì Paris là thủ đô của Nga. Bắc Kinh là thủ đô của Việt Nam là mệnh đề sai, Paris là thủ đô của Nga cũng sai nốt. Đây là mệnh đề này nó có dạng là phô kéo theo phô, giá trị chân lý của nó là rẻ là chu đúng không, phép kéo theo chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo phô thôi. Ví dụ nó sửa lại chỗ trên như là số 6 là số chẵn thì số 5 bình là số chẵn thì nó sẽ là sai đúng không. Đấy, bởi vì nó có dạng là chu kéo theo phô. Trong mệnh đề, trong toán học mệnh đề có dạng P kéo theo Q thường được gặp khá phổ biến. Trong trường hợp này giả thiết P đã cho là đúng, vì vậy để chứng minh P kéo theo Q là mệnh đề đúng thì ta cần phải chứng minh Q là đúng. Đó chính là cơ sở logic của phương pháp chứng minh trực tiếp sau này. Ui, cái gì này? Nếu tam giác ABC vuông thì bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. Đây chính là nội dung của định lý Pythagore. Nếu thì đấy, hóa ra là mình học từ lâu rồi mình không để ý. Điểm lại một số, một vài dấu hiệu chứng minh dạng kéo theo mà chúng ta đã sử dụng trong chương trình phổ thông. Một, nếu hình bình hành ABCD có một góc vuông thì nó là hình chữ nhật. Đúng nhỉ? Đây chính là một dấu hiệu và cũng là một phương pháp chứng minh một hình bình hành là một hình chữ nhật. Chúng ta chỉ cần chứng minh nó có một góc vuông thôi, nó sẽ là hình chữ nhật. Hoặc là chứng minh hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau, nó cũng là hình chữ nhật mà. Tiếp tục, nếu tồn tại một số thực K sao cho vectơ AB bằng K vectơ AC thì ba điểm ABC thẳng hàng. Đây chính là điều kiện để ba điểm ABC phân biệt thẳng hàng. Học từ hồi lớp 10, lớp 11 vẫn được nhắc lại. Tiếp, nếu đường thẳng AB vuông góc hai đường thẳng cắt nhau trong mặt phẳng P thì AB vuông góc mặt phẳng P. Đây là dấu hiệu và cũng là phương pháp chứng minh đường vuông góc với mặt mà chúng ta học từ hồi lớp 11. Quan hệ vuông góc trong không gian. Chương 3, hình lớp 11. Bài đường vuông góc với mặt. Tương tự như vậy, các bạn kể thêm một số ví dụ của nhiều lắm. Nhiều cực luôn. Ai nhớ? Không nhớ à? Nhớ thôi, ta chuyển qua nội dung khác. Về phải xem lại. Ví dụ nhá, ví dụ nếu n là số chẵn thì n cộng 2 cũng là số chẵn. Quá dễ. Nếu n là số chẵn thì n cộng 2 cũng là số chẵn. Đúng không? Không biết là số chẵn là thế nào. Số chẵn là nó chia hết cho 2. Chia hết cho 2 là thế nào? Chia hết cho 2 là số chẵn.
nó sẽ viết thành dưới dạng là 2k ở đó, k thuộc vào z. 2, 4, 6, 8 cộng trừ 2 cộng trừ 4 cộng trừ 6 không nữa. Thế bây giờ n chia hết cho 2 thì n nó sẽ viết thành là 2k. Vậy thì n cộng 2 sẽ viết thành là 2k cộng 2, tức là hai lần của k cộng 1 thì nó trả chặn. Phép toán cuối cùng, cố lên, chúng ta đang về đích rồi. Buổi đầu tiên này học lượng kiến thức nó không nhiều, nhưng mà lý thuyết thì nó lại hơi nhiều. Tối nay tha hồ mà học, đầu tiên phải học thuộc bốn cái định nghĩa, sáu cái định nghĩa, sau đó phải biết cách lập bảng giá trị chân lý, sau đó vào đó mới lao vào làm bài tập. Hôm nào có giờ bài tập? Mai hay ngày kia? Hôm mai à? Thế thì sáng mai hay là gì đó phải lừa lừa mà đi mua cuốn sách để mà làm, cày hết trưa luôn ấy. Nó có 14 câu, 13 câu từ bài 1 đến 14 trừ đi câu 11. Chịu khó làm vào. Dễ mà, có mấy câu đầu dễ mà. Phép tương đương định nghĩa như sau. Nhá, học trên này nó khác ở học phổ thông. Học phổ thông hầu như không phải kiểm tra, không phải học lý thuyết. Đây là nó có thể, ta có thể hiểu hay nào. Nêu định nghĩa phép kéo theo, phép toán kéo theo của hai mệnh đề. Ví dụ thế chẳng hạn, là anh phải phát biểu, nó chỉ có 3 dòng thôi, mà thi là một điểm. Nêu định nghĩa phép kéo theo, thế mình không học thuộc là mình mất một điểm, mà mình học thuộc thì kiếm một điểm nhẹ nhàng lắm. Cứ học theo phong cách thầy giáo vừa dạy ấy, chép cái câu là mẫu, xong đọc ra, cố định là gì, kéo theo là gì, hội là gì, tuyển là gì. Ngon lành ngay, tối cứ lẩm nhẩm mấy lần là thuộc rồi, có vấn đề gì đâu. Cho hai mệnh đề P và Q này, mệnh đề P tương đương Q phải ký hiệu là một gạch ở giữa nhá, không hai gạch như hồi cấp lớp 10 đâu. Đọc là P nếu và chỉ nếu Q là mệnh đề đúng nếu P và Q cùng đúng hoặc cùng sai, và sai trong các trường hợp còn lại. Hồi lớp mình là cái lớp gì mà toàn con gái nhỉ? Đấy là cái gì? Nói là cái gì? Khoa gì? Em học khoa gì? Ngôn ngữ Trung á. Trung thì nói chung là ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì càng phải học môn logic này. Hình như sau này em còn phải học môn thống kê xã hội học nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau cả ngôn ngữ nữa. Thống kê xã hội học trong cây trong xem ở trong cái quyển đấy có không? Cái quyển hướng dẫn bất kỳ một sinh viên nào nhập học là phải đều được nhận được quyển đấy mà. Xem quyển đấy không? Quyển quy chế ấy, phải giữ lại quyển đấy nhá. Đừng vứt đi. Sẽ có ngày dùng đến. Cái này thì hơi khó thuộc một tí, đại để là tương đương ấy thì hai thằng giống nhau thì nó mới gọi là tương đương, tức là nó mới ra chung. Còn hai thằng nó ngược nhau thì ra phụ. Bây giờ bảng lập bảng trước, trước khi cho ví dụ, lập bảng trước nó quên nào. Ok, bút của tôi đâu? Đây rồi. Thầy giáo viết trực tiếp lên trên màn hình máy tính cho nên chữ nó hơi run run, nó xấu, nó không đẹp như bình thường đâu. Không phải bảo chê thầy giáo viết xấu thế, về nhà bố mẹ bảo thầy giáo gì, thầy giáo đại học gì mà viết xấu thế. Về mũi tên quỳ viết trực tiếp lên màn hình máy tính luôn, nó vẫn run run. Chu chu ô ô
chỉ nghe kỹ cái em làm, thậm chí mấy cái câu đầu làm dễ cực, mấy cái câu cuối 13, 14 thì đấy làm nhanh cực, 13, 14 làm nhanh. À, thằng này là giúp tương đương đúng không? Tương đương thì phải giống nhau nó mới ra trụ. Bạn tiếp theo của bạn vừa đấy, cười tươi tí nào, làm gì mà cứ căng thẳng thế nào? Đầu tiên là gì? Chủ hồ. Ồ đúng rồi, giỏi quá, chuẩn luôn. Hai thằng giống nhau thì ra chu đây, hai thằng khác nhau thì ra phô, đúng chưa? Nó ngược lại của tuyển loại, cái này ngược lại của tuyển loại. Rồi, cảm ơn em. Ồ, giỏi thế, làm gì mà học thuộc nhanh thế. Ui giỏi thật, đã thuộc rồi. Ui giỏi ôi, mệnh đề P tương đương Q, còn có các cách đọc khác như sau. Trời ơi, trên là một, ở dưới là mấy đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là 7 cách đọc. Thực ra là 8. Cẩn thận quá. Cái này dễ cực. Điều kiện cần và của đủ, và đủ của P là Q. Cái này dễ hơn cái bài trước. Cái trước nó không bị lộn. Tức là P, điều kiện cần và đủ của P là Q. Điều kiện cần và đủ của Q là P. Biết con nào cũng được. Nó sướng hơn cái con loại, cái loại số 5. Số 5 mình đọc lộn thứ tự nó sai. P nếu và chỉ nếu Q. Q nếu và chỉ nếu P. P khi và chỉ khi Q. Q khi và chỉ khi P. Nếu P thì Q và ngược lại. Tất nhiên nếu Q thì P và ngược lại. Đấy. Rồi vận dụng vào cái dưới. Cố lên. Nếu mà kịp được thì tối nay thầy giáo sẽ lập danh sách của chúng ta ở trên MS Team. Sau đó thầy giáo sẽ gửi bài tập, một đoạn file bài tập cho các em làm trước. Tại vì ở đây đa phần là không có sách học khoa đúng không? Chưa có sách đúng không? Thầy giáo có thể gửi file trước để làm. Không được tùy tiện gửi file đấy cho người khác. Đáng nghĩa là phải có sách. Thầy giáo gửi file bài tập trước. Vì các em bây giờ chưa có, mà ngày mai đã giờ bài tập rồi. Lên bảng không biết làm thế nào. Nếu mà sáng mai mà các em có giờ thì cố gắng đi mua trước đi. Nó cũng mấy chục nghìn thôi, không có đề gì cả, đừng tiếc. Cứ tiếc thì cuối cùng học chả có cái tài liệu gì, nó thành thói quen rất nguy hiểm. Phải có đầy đủ phương tiện học tập. Sau đó rồi bắt đầu lắp vào cái câu kia. Khi mà cái câu mà nó ghép vào câu phức ấy, và hai cái chủ ngữ của hai câu đơn ấy, mà nó trùng chủ ngữ nhau, thì cái chủ ngữ đằng sau có thể thay bằng đại từ nhân xưng. Ví dụ là tứ giác ABCD là hình bình hành nếu và chỉ nếu nó có cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Tức là khi hai câu đơn được ghép lại mà nó có cùng chung chủ ngữ thì cái chủ ngữ thứ hai sẽ thay bằng đại từ nhân xưng. Cái này trong văn mình học rồi. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu và chỉ nếu nó có một cặp cạnh đối ABCD song song bằng nhau. Đúng không? Tất nhiên mình vẫn có thể nêu lại là tứ giác ABCD là hình bình hành nếu và chỉ nếu tứ giác ABCD, như thế đọc nó hơi thấy thế nào đúng không? Hai chủ ngữ giống nhau thì có thể thay cái chủ ngữ sau thành một đại từ nhân xưng. Ổn không? Quá ổn luôn. Cái này mình hoàn thành rồi. Ví dụ một mệnh đề là số tự nhiên A lẻ khi và chỉ khi A bình phương là số lẻ. Đây là một mệnh đề đúng. Tức là nếu A lẻ thì A bình cũng lẻ. Và ngược lại A bình lẻ thì A cũng lẻ. Đấy. Điểm lại một số ví dụ, một cái số tương đương mà chúng ta đã học ở chương trình lớp dưới. Là G là trọng tâm của tam giác ABC nếu và chỉ nếu vector GA cộng vector GB cộng vector GC bằng vector 0. Cái này học trong lớp 10. 3 điểm ABC thẳng hàng. Nếu mà chỉ nếu tồn tại số thực K sao cho vector AB bằng K vector AC. Cái này cũng học trong chương trình lớp 10, được nêu lại trong chương trình lớp 11. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu và chỉ nếu nó có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Cái này học từ hồi lớp mấy quên mất rồi, học hồi cấp 2. Tương tự như vậy, bạn có thể phát biểu một số mệnh đề dưới dạng tương đương.
Tam giác ABC là tam giác đều khi và chỉ khi nó có ba cạnh bằng nhau. À. Đúng không? Tam giác ABC cân khi và chỉ khi nó có hai cạnh bằng nhau, hoặc là khi và chỉ khi nó có hai góc bằng nhau, đúng không? Đấy, thiếu gì? Ui dồi, không thiếu gì cả. Còn một số bạn bảo là chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau nếu và chỉ nếu em đỗ vào đại học, nếu không đỗ là chia tay đó. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện một cái bảng trọn vẹn trừ cái phép toán hộ phủ định, bây giờ cũng là tổng kết lại trước khi chia tay nhau. Nào, phép toán đầu tiên này, P hội quy chu chu đừng dở ra, cố gắng học thuộc luôn em. Chu vô nếu các em dở ra thì phương pháp giảng dạy của thầy là vứt. Cái này phép toán gì nhỉ? Hội đúng không? Hội chỉ sai khi cả hai cũng sai đúng không? Hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng, thế là điền được ngay. Nào, bạn kia gọi hết chưa nhỉ? Chưa đúng không? Tới em luôn. Nào gì nào? Chu, cô, đúng rồi, giỏi quá. Tiếp tục bạn phía dưới. P tuyển quy, cách tiếng nhanh của nó là gì em nhỉ? Tuyển chỉ khi cả hai cùng sai, rồi đây rồi. Tiếp, đúng rồi. À, cô á, cô ơi chú, đúng rồi, tiếp tục. Ô đúng rồi, giỏi quá. Tiếp tục bạn bên cạnh. P tuyển loại với quy, đừng nhìn vào tài liệu, nhớ đi, nói sai thôi thầy không chỉ điểm đâu. Ô chu chu, ô đúng rồi, giỏi quá. Sao biết? P tương đương quy, bạn bên cạnh mắc bẫy rồi em. Nhìn lại đi em. À tôi đúng không? Chip. Chu tiếp. Ồ. Tôi nhầm đây. Chu phô. Em vừa bảo chu phô nhỉ? Ồ. Chu. Đây là thầy giáo viết tương đương mà, chứ không phải kéo theo đâu. Ta cố tình đảo lộn thứ tự chứ, để thấy được cái cột số 5 và cột số 6 nó ngược nhau. Phải không? Đấy, tức là cái tuyển loại với cái tương đương đó, nó ngược nhau. Trời ơi, nói vậy không có hiểu. Rồi, ngồi xuống, cảm ơn. Không còn ai ngồi đến lẻ nhỉ. Ê, kéo theo quy nào, cả lớp cùng nhau làm nào. Đầu tiên là gì đây? Chu, đúng rồi, tiếp tục. Ô, đúng rồi, tiếp tục. Chu đúng rồi, giỏi đó. Ở đấy thế cộng cái phủ định nữa là đúng khi sai, sai khi đúng là xong. Như vậy hôm nay ấy, là mình phải thuộc cái định nghĩa này, biết cách lập bảng giá trị chân lý này, rồi biết xác định tính đúng sai của mệnh đề bài tập từ một bài 1 đến bài 14 trừ bài 10 công 11. Tối thầy giáo lập MS Team xong là thầy giáo gửi vào đó, chúng ta vào vào MS Team chưa, biết vào chưa đúng không? Rồi vào đó chúng ta tìm, chúng ta đào về để chúng ta làm trước, không đến mai mới mua sách thì không kịp. Các em thân mến, như vậy bài học hôm nay chúng ta dừng đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào các em.